Chào các bạn đến với cái clip mới hôm nay của mình. Ở đây mình có một cái, đây là cái lốc của cái máy lạnh nè các bạn. Thì như những cái video trước á, mình có làm về cái lốc tủ lạnh để mà mình bơm cho xe đạp, xe Honda. Thì hôm nay mình làm cái clip này để mình thử cái sức mạnh của cái lốc máy lạnh này, cũng như là mình sẽ bơm coi nó cái tốc độ của nó có nhanh hơn so với cái lốc tủ lạnh hay không. Rồi như cái lốc máy lạnh này thì mình cũng nối dây xong rồi các bạn. Đây là cái dây nguồn của nó và cái hình dáng của nó cũng như thế này. Nó cũng theo cái nguyên lý thì nó cũng giống giống như cái lốc tủ lạnh, nhưng mà để mình thử xem. Để bây giờ để mình gắn cái ống dẫn hơi này. Rồi bây giờ để mình thử coi cái đường nào ra đường nào vô nha các bạn. Ở đây là cái đường vô nước, còn đường này là cái này là đường ra các bạn. Rồi để bây giờ để mình nối cái sợi dây vô. Rồi bây giờ để mình sẽ thử mình bơm vô cái bánh xe rùa nha các bạn. Bây giờ để mình xả hơi ra. Bởi vì so với cái lốc tủ lạnh á, thì mình bơm rất là ok. Nhưng mà để mình thử coi cái lốc máy lạnh này coi nó sẽ có thể nhanh hơn hay không. Giờ để mình cầm điện cho mình bơm nha các bạn. Đó các bạn nhìn thấy lên rất là nhanh luôn nha các bạn. Rồi thế là nó đã cứng rồi các bạn. Như vậy cái này bơm rất là lẹ luôn. Trong thời gian chỉ khoảng chừng 10 mười mấy giây là nó đã cứng luôn. Rồi bây giờ để mình thử mình bơm cái bánh xe Honda. Để mình trước khi bơm để mình xả cho nó hết cái hơi ra rồi bắt đầu mình thử. Rất là nhanh luôn nha các bạn. Như vậy là chứng tỏ cái lốc của cái máy lạnh này rất là mạnh luôn. Này có thể là mình bơm được những cái loại bánh xe lớn hơn nữa. Rồi như vậy mình cũng vừa chia sẻ với các bạn cái clip về cái lốc máy lạnh.
để mình biết cái sức mạnh của nó, cũng như là để mình sẽ chế ra để mình bơm cho những cái loại bánh xe mà loại lớn nha các bạn. Rồi như vậy các bạn xem video nếu thấy hay các bạn nhớ đăng ký ủng hộ giùm mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.